nó quá nhiều lần và mình luôn luôn nhớ một cái bài học là gì, cứ thất bại là chuẩn bị là mẹ của thành công. Cho nên là thất bại đối với mình nó cứ thất bại đi thất bại lại, mình nghĩ chắc chắn là ngày mai kiểu gì mình cũng làm thành công. Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý xuất phát từ vùng núi Himalaya của Nepal. Tên gọi đông trùng hạ thảo xuất phát từ quan sát thực tế, tức là vào mùa đông thì loại nấm này giống con sâu, còn đến mùa hè thì chúng trông giống một loại thực vật. Sách y học cổ truyền từ xa xưa đã coi đông trùng hạ thảo là vị thuốc cải lão hoàn đồng, bổ sung sinh lực, có thể chữa được bách hư bát tổn. Là vị thuốc quý mà vua chúa tiên dùng. Chính vì sự quý hiếm nên đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên đã bị khai thác gần như cạn kiệt. Nguồn cung cấp đông trùng hạ thảo không bao giờ đáp ứng được nhu cầu thị trường, mặc dù giá của sản phẩm này lên tới vài trăm triệu, có khi lên tới cả tỷ đồng một kg. Vì vậy, nhiều nhà khoa học đã vào cuộc nhằm tạo ra đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, đó là một bài toán vô cùng khó ở Việt Nam. Đông trùng hạ thảo là một trong loại nấm rất là khó tính. Vấn đề chúng ta rất là quan trọng là chúng ta phải tạo ra được một cái môi trường sinh thái phù hợp để nuôi trồng nó. Điều kiện nuôi phù hợp ở đây là nó thể hiện ở mấy cái nút chính. Thứ nhất là vấn đề về nhiệt độ nuôi trồng. Bởi vì đối với nấm này nó cần một cái đặc tính sinh học rất là ngặt nghẽ giữa các cái điều kiện, ví dụ như là vấn đề về nhiệt độ. Thì chẳng hạn đối với nấm đông trùng hạ thảo thì nó phải thích ứng trong điều kiện nhiệt độ trung bình nó khoảng từ 18 cho đến 22 độ C. Và nếu một cái mức rộng hơn, tức là nó sinh trưởng phát triển bình thường là nhiệt độ khoảng từ 15 cho đến 25 độ C. Vấn đề thứ hai nữa là phải phù hợp về ánh sáng. Thì ánh sáng nó cũng chia ra làm hai pha, là cái pha nuôi sợi là phải cần một cái môi trường tối. Thế còn cái pha mà ra quả thể thì lại cần cái ánh sáng tán xạ. Cái ánh sáng nó khoảng từ 400 cho đến 700 lắc. Vấn đề thứ ba nữa là cái nồng độ CO2 trong không khí. Thì nó đòi hỏi là cái môi trường đó nó phải thông thoáng tốt, tức là cái nồng độ CO2 nó mức khoảng dưới 1000 ppm. Và một vấn đề nữa mà chúng ta quan tâm đó là vấn đề về độ ẩm không khí. Thế tóm lại là chúng ta muốn nuôi trồng nó thì chúng ta phải tạo ra một cái môi trường sinh thái nó phải đáp ứng được như vấn đề mà tôi vừa trình bày. Chính trong bối cảnh như vậy, chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1980 tại xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã làm nên một điều bất ngờ khi chinh phục được loại nấm khó tính này. Hiện tại, chị Hồng đang có hai trang trại sản xuất đông trùng hạ thảo, một trụ sở chính tại Thanh Oai, Hà Nội và một cơ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Điều đặc biệt là chị Hồng tự bỏ tiền túi ra nghiên cứu và nắm quy trình sản xuất đông trùng hạ thảo, một công nghệ mà tại Việt Nam rất hiếm nơi có thể làm được. Chị đặc biệt quan tâm tới giống nấm Cordyceps militari, một loại đông trùng hạ thảo có nguồn gốc Tây Tạng, được nuôi cấy trên cơ chất tổng hợp từ gạo lứt và nước dừa. Các phân tích khoa học cho thấy, trong sinh khối của đông trùng hạ thảo có 17 axit amin khác nhau, có 28 nhân tố vi lượng, có nhiều loại hoạt chất có giá trị dinh dưỡng cao, có thể chữa nhiều loại bệnh, rất tốt cho sức khỏe con người. Phương pháp của chị Hồng là tạo ra một hợp chất có cấu tạo giống hệt loại nhộng tằm và loại nấm đông trùng hạ thảo, ký sinh ngoài tự nhiên. Là một loại nấm đặc biệt nên đông trùng hạ thảo khó tính hơn các loại nấm khác. Chúng chỉ phát triển được ở môi trường sạch, có điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng khắt khe.
Thành công trong mô hình nhân giống giúp cho cơ sở của chị chủ động hoàn toàn về giống, không phụ thuộc vào giống của nước ngoài. Quy trình sản xuất được giống nấm phải tuân thủ các điều kiện chặt chẽ về việc làm giá thể để nuôi nấm, khử trùng giá thể nấm rồi mới đến công đoạn cấy những giống nấm có sẵn vào các giá thể. Đặc biệt, chị Hồng nắm được quy trình sản xuất loại nấm này ở những điều kiện khí hậu khác nhau. Bất cứ vùng đất nào cũng có thể trồng được loại nấm này. Hiện nay, cơ sở của chị Hồng đang cung cấp hai loại sản phẩm đông trùng hạ thảo tươi và đông trùng hạ thảo sấy khô. Thị trường chính là các công ty dược phẩm trên khắp cả nước. Ngoài ra, chị cũng phát triển mạnh thị trường bán lẻ. Một số đơn hàng đã được gửi sang các nước Nhật Bản, Singapore, Đức. Có lẽ những thành công hiện tại mà chị Hồng đạt được khiến cho không ít người phải trầm trồ. Vậy nhưng, nếu biết được rằng để đạt được thành công đó, chị Hồng đã phải đánh cược cả cuộc đời của mình, chúng ta càng cảm phục hơn trước những cố gắng của cô gái này. Xuất thân từ một gia đình nông nghiệp, giống như bao gia đình khác, nhưng Nguyễn Thị Hồng không bao giờ có ý định muốn rời xa nông nghiệp. Sự vất vả của bà con nông dân mà cô chứng kiến từ nhỏ đã thôi thúc trong Hồng ước mơ phát triển nghề nông nghiệp ở Việt Nam. Thì ngay từ bé là mình đã làm nông nghiệp rồi. Khi mà làm nông nghiệp thì mình rất thích làm những cái trồng rau, trồng cây, trồng các loại rau quả đấy. Thế thì khi mà bắt đầu mình vào đại học ấy, mình đã thi vào trường đại học nông nghiệp 1 và trường đại học khoa học tự nhiên. Thế thì lúc đó mình mong muốn làm sao, chỉ thích làm sao là sau này phục vụ quê hương rồi. Làm thế nào ấy để đưa được ứng dụng công nghệ vào cuộc sống ấy. Khi mà mình học trong trường ấy thì lúc đầu tiên mình vào trường ấy, mình cũng chưa hiểu công nghệ sinh học là ứng dụng sẽ làm gì. Thế thì khi mà sau đó thì mình được các thầy cô ấy truyền lửa lại là công nghệ sinh học rất là hay. Người ta nói là công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào, công nghệ mô phỏng, được rất nhiều công nghệ. Trong đó thì có những cái công nghệ mà đưa ứng dụng vào thực tế luôn. Đó là công nghệ mô tế bào, là nuôi cấy bằng từ gốc ghép mô ấy. Thế thì khi đó mình bắt đầu làm thử thì rất là hay. Thế thì khi mình ra trường ấy, mình bắt đầu chuyển sang là trồng nấm và làm về nấm, ứng dụng trồng nấm. Thì có một lần mình đã search trên internet thấy một cái tài liệu về đông trùng hạ thảo, thì mình thấy cái công dụng của đông trùng hạ thảo này, cái thành phần của nó này, cộng với ở Việt Nam lúc đó vẫn chưa có người sản xuất, chưa có một nhà khoa học nào, cũng chưa thấy có nhà khoa học nào có công bố nghiên cứu về cái đông trùng hạ thảo nhiều cả. Nên là bắt đầu từ đấy là đi là mình nghiên cứu về nó, nên là mình rất thích làm điều đó. Chính vì thế mà mình mới đam mê nó, bởi vì một phần là cái ứng dụng của nó, và một phần là thứ hai là mình thấy cái giá thành của nó quá đắt mà lại hàng giả lại quá nhiều, nên mình mong muốn là tạo ra một cái sản phẩm thật. Thời điểm đó thì thế giới đông trùng hạ thảo đã rất là phát triển rồi. Thế nhưng mà Việt Nam thì vẫn là mới. Ở Việt Nam thì cũng có thể là có một số nhà khoa học đã có bắt đầu có giống. Thế nhưng đối với việc mua giống ở Việt Nam là quá khó. Năm đấy thì bắt đầu đi qua cái cửa khẩu Lào Cai ấy, đi cửa sang bên miền Quảng Tây ấy, thì mua của cái lọ giống mang về bé tí tí, lúc đấy là 5 triệu. Người ta cũng chỉ bảo mình là đây cái loại giống này là 5 triệu này, hơn 50 triệu này. Nhìn lúc đầu tiên khi mình mới làm ấy thì mình không phát hiện ra cái điểm gì khác nhau cả. Cái lúc đầu tiên ấy khi mà có giống về thì mọi người bắt đầu ứng dụng là làm đông trùng trồng trên mình nuôi tằm này, nuôi tự mình nuôi tằm này, tự mình đầu tiên ấy là tự mình làm cho con tằm nó nhiễm bệnh bằng cách là cho nó ăn lá dâu ấy. Cái lá dâu đó nó đã có phôi nấm rồi. Thì những cái tư duy đó lúc đó bắt đầu là mình làm như vậy, nhưng đều hỏng hết toàn bộ 100%. Sau này thì cái giống cấy trên các con nhộng tằm ấy thì nó cũng không được và đều như hồng như là hồng. Sau 3 năm nghiên cứu nguồn giống, năm 2012, chị Hồng bắt đầu nuôi cấy với quy mô lớn, nhưng liên tiếp gặp phải rủi ro. Khi đông trùng hạ thảo mọc ra được 1 cm thì bị một loại côn trùng khác ký sinh trong lọ cắn chết. Mà làm sau mấy mẻ thì toàn bị hỏng thôi. Lúc làm thì ai cũng hào hứng, nhưng lúc đi dọn dẹp mình thấy khủng khiếp, mình nhậu thối. Thì bắt đầu mọi người mình nghĩ lại, tại sao mình làm như thế mà không thấy đúng ý.
biết được cái gió giống hay là gió vì khí hậu nó không chuẩn thì cây nó không lên, và gần như là thất bại liên tục, và gần như là không còn tài sản. Và những cái hàng ngày ấy, thì là chị Hồng phải gần như là phải vay mượn để tập trung vào nuôi trồng. Đối với gia đình ấy, thì là nhìn cái thất bại như thế ai cũng xót cả, vì nói thẳng ra thời gian lúc đầu mất cũng tương đối nhiều, tại vì nhà cửa cũng ấy, và thứ hai là đất cát cũng một số mảnh cũng phải ra đi. Sau một đêm ấy thì 5.000 lọ đã rụng sạch, bởi vì nó bị nhiễm một cái con ấy mà mắt mình, nếu bình thường nhìn mắt thường sẽ không phát hiện ra, mình không vào xem đấy nó ấy, thì mình cảm thấy nó rất là nhớ ấy, mà mình cảm thấy nó không yên tâm ấy. Đấy, nên là ngày nào vào cũng phải lấy một cái bút để gạch xem vào đến đâu, vạch nó ra là nó lớn đến đâu rồi. Một ngày, hai ngày, bất kể đêm muộn, chị Hồng vẫn vùi mình trong căn phòng này. Cái quan điểm của mình ấy, nếu như người ta làm được thì không có lý do gì mình không làm được cả. Sáng là nó hơi nhú lên là bảo điện thoại bảo là đã nhú. Cuối năm 2014 thì mới làm được cái giống gốc. Cảm giác của tất cả mọi người cảm thấy là cái nguồn sống là chắc chắn là có, mình không thể xây nhà trên cát mãi được. Đây là cái nỗ lực của bản thân chị rất lớn. Chị phải tự nghiên cứu, tự tìm tòi và ít được cái sự hỗ trợ của các nhà khoa học trong những cái giai đoạn trước. Cho nên đây tôi đánh giá rất là cao một cái sự nỗ lực mà hiện nay là chị đã gặt hái được những kết quả tôi đánh giá rất là tốt. Mặc dù phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu và nắm bắt được bí quyết nhân giống, nhưng chị Hồng không giấu lại cho riêng mình. Chị mong giúp mọi người nhân rộng mô hình này để phát triển kinh tế. Hiện tại, đã có 13 cơ sở vệ tinh phát triển môi trường nuôi cấy đông trùng hạ thảo từ nguồn giống của chị Hồng. Một quãng thời gian khởi nghiệp đầy thất bại của một cô gái vùng nông thôn. Tưởng như trong Hồng không còn chút sức lực, thế nhưng cô gái ấy vẫn tiếp tục kiên trì, nhẫn nại và đầu tư chất xám cho những nghiên cứu của mình. Nếu mà nản chí thì từ trước đến nay mình chưa bao giờ nản chí cả. Bởi vì sao? Cái là mình đặt mục tiêu của mình hướng tới, cho nên cái con đường đi dù là đi đường nào hay là dù như thế nào chăng nữa mình phải hướng tới là mình đặt sẽ phải đến điểm đích đấy. Cái hướng đích, cái đích của mình đến đấy, cho nên là mục tiêu của mình đã đề ra rồi thì mình sẽ phải thực hiện nó bằng được. Câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên của chị là bài học về sự kiên trì, nhẫn nại và đầu tư chất xám cho những nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao. Chị Hồng xứng đáng là một tấm gương về nghị lực, về sự dám nghĩ, dám làm.